FC Nghi Sơn, tuy nhiên mất bóng rồi. Phản công cho thủ FC anh em. Đất thay, Đình Đức rút, đã có bàn thắng mở tỷ số cho các thủ FC anh em. Bàn thắng được ghi ở như phút thứ 5. Và cầu thủ ghi bàn đó chính là đội trưởng mặc áo số 10 Sơn Hải. Đã diễn ra tới vòng tứ kết. Một pha vận công của Nghi Sơn rất đẹp. Vâng, và đã có bàn thắng gỡ hòa cho cầu thủ FC Nghi Sơn. Người ghi bàn đó là số 93. Cầu thủ Đình Thang đã bỏ lỡ cơ hội trước đó. Và tuy nhiên, với một cơ hội đệm lưới, đệm bóng vào lưới cho vẫn không có tình huống vào lưới. Vào lưới. Một tình huống mà có lẽ cầu thủ mang áo số 86 không, và có lẽ là tình huống mà cầu thủ vào số 10 Sơn Hải cho rằng anh đã bị phạm lỗi. Tuy trong bóng đá sân 7 thì khoảng cách thi đấu rất gần. Vâng, một tình huống có thể nói là bàn thắng trên trời rơi xuống của các thủ FC anh em.